cũng trong ngày 12 tháng 5 năm 2022, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị lễ hội cấp quốc gia giữa bà chú xứ núi Sam năm 2022. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ ban nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các tiểu ban phục vụ lễ hội cấp quốc gia dưới bà Chúa xứ núi Sam năm 2022 cùng nhau phát biểu về các công tác chuẩn bị từ các khâu tổ chức phần lễ, phần hội, về đón tiếp đại biểu, về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị về cơ sở vật chất trang trí, khánh tiết, tuyên truyền trực quan, chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm tổ chức lễ hội một cách chu đáo nhất, góp phần quảng bá quả, hình ảnh giới thiệu giới bạn bè trong nước quốc tế về tiềm năng thế mạnh danh làm thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa con người châu đốc đến giới du khách. Theo kế hoạch, lễ hội cấp quốc gia dưới bà Chúa xứ núi Sam năm 2022 được tổ chức một cách trang trọng theo nghi thức truyền thống được đầu tư nâng chất theo hướng tạo điều kiện để du khách, người dân cùng tham gia giới phần lễ như chương trình mai áo bà, lễ phục hiện rước tượng bà, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc ông thoại ngọc hầu từ lăng mộ về miếu bà, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc, đưa sắc ông thoại ngọc hầu từ miếu bà về lăng mộ và các hoạt động gồm triển lãm ảnh nghệ thuật, tuần lễ văn quá văn nghệ bốn dân tộc Kinh, Khmer, Cham hòa hội thi thả đèn hoa đăng phục vụ khách tham quan du lịch phát biểu tại cuộc họp ông trần quốc tuấn phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao về công tác chuẩn bị của các tiểu bang trong công tác phục vụ lễ hội đồng thời yêu cầu các tiểu bang xây dựng kế hoạch phân công cụ thể nhằm tuyên truyền lưu giữ hình ảnh về giá trị văn hóa lễ hội cấp quốc gia chế bà chúa xứ núi sam và từng tiểu bang căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường công tác phối hợp góp phần tổ chức lễ hội thành công tốt đẹp